Chính vạn quà tặng với VietinBank iPay Mobile. Tặng 50.000 khi mở tài khoản eKYC hoặc khi đăng ký. iPay Mobile đặt Alias, lọc phát ghé ngang, hóa đơn nhẹ nhàng. Trong vài nốt nhạc, ngày bạn đặt mua, giải trí vui chơi, ưu đãi thảnh thơi, voucher đầy ví, quà tặng hết ý, AirPods iPhone, mời bạn nhận luôn. Tận hưởng vạn quà tặng với ngân hàng số vạn năng VietinBank iPay Mobile từ 12 tháng 9 đến hết 20 tháng 11 năm 2022. Chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của VietinBank. Ngày hôm nay, Ngọc Vũ rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý khách hàng tham gia buổi livestream quay số trúng thưởng tuần 3 từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022. Chương trình khuyến mãi ngân hàng số vạn năng, vạn quà tặng, vạn người mê. Và đồng hành cùng Ngọc Vũ ngày hôm nay là MC vô cùng xinh đẹp Linh Chi. Cảm ơn Ngọc Vũ. Linh Chi rất hạnh được đồng hành cùng anh trong buổi livestream ngày hôm nay để xác định những khách hàng may mắn nhất sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Hãy cùng thả tim, like, share và tag những người thân của mình vào livestream này. Vì biết đâu chủ nhân của chiếc iPhone 13 Pro Max 256GB sẽ là bạn và người thân của bạn đấy. Kính thưa quý khách hàng, ứng dụng ngân hàng số vạn năng VietinBank iPay với hơn 150 tính năng và tiện ích ưu việt, kết nối hơn 2.000 nhà cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng có thể thực hiện dễ dàng các giao dịch như thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, nạp tiền điện thoại, gửi tiết kiệm, thanh toán bằng QR, nhanh chóng, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho khách hàng. Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, VietinBank đã triển khai chương trình khuyến mãi ngân hàng số vạn năng, vạn quà tặng, vạn người mê với ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng khi mở mới tài khoản online thông qua tính năng định danh trực tuyến eKYC, đăng ký và kích hoạt iPay, đặt alias tài khoản thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại trên iPay với tổng giá trị quà tặng và giải thưởng tới hơn 6 tỷ đồng. Khi khách hàng tham gia chương trình sẽ nhận được combo quà tặng lên đến 650.000 và cơ hội quay số hàng tuần trúng giải cao nhất đó là một chiếc iPhone 13 Pro Max 256GB. Cụ thể, tặng đến 150.000 vào tài khoản cho khách hàng lần đầu tiên, mở mới gói tài khoản thanh toán qua kênh eKYC, đăng ký kích hoạt VietinBank iPay, đặt alias biệt danh tài khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại. Kính thưa quý khách hàng, ngày vàng ưu đãi khuyến mãi tới 500.000 đồng khi sử dụng dịch vụ trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Thứ ba vui chơi thả ga, khách hàng đặt phòng khách sạn nhập mã iPay 200 giảm ngày 200.000 đồng vào thứ ba hàng tuần. Thứ sáu giải trí quá đã, nhập mã iPay 50 giảm ngày 50.000 đồng khi đặt vé tàu, xe, giao hàng, đặt hoa tươi, mua vé xem phim, đặt taxi vào thứ sáu hàng tuần. Bạn sẽ nhận được combo ưu đãi tới 300.000 đồng cho 6 dịch vụ tiện ích trên. Và đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng iPhone 13 Pro Max và AirPods Pro trong 10 tuần diễn ra chương trình. Linh Chi này, anh thấy có rất nhiều khán giả đặt câu hỏi dưới luồng livestream về cách thức tham gia chương trình. Vậy anh hãy cùng em dành một chút thời gian để cùng giải đáp những thắc mắc cho khán giả trước khi tiến hành quay số nhé. Đúng đấy anh, em thấy khách hàng Nguyễn Gia Tân có câu hỏi cho mình. Tôi phải sử dụng dịch vụ nào để nhận 150.000 đồng vào tài khoản? Bạn Nguyễn Gia Tân ơi, rất đơn giản, để nhận 150.000 đồng bạn chỉ cần thực hiện các dịch vụ sau. Thứ nhất, mở mới gói tài khoản thanh toán qua kênh eKYC. Thứ hai, đăng ký và kích hoạt iPay. Thứ ba, đặt biệt danh alias. Thứ tư, thanh toán hóa đơn và nạp tiền điện thoại. Thể lệ chương trình bạn có thể truy cập ngay trên QR code đang hiển thị trên màn hình để tìm hiểu thêm nhé. Chúng ta có câu hỏi của khách hàng Nguyễn Thị Hạt. Chị Nguyễn Thị Hạt đặt câu hỏi, mỗi người nhận được ưu đãi bao nhiêu lần trong thời gian khuyến mãi? Vâng, kính thưa chị Nguyễn Thị Hạt, đối với ưu đãi 150k chỉ nhận được một lần trong suốt thời gian diễn ra của chương trình. Ưu đãi ngày vàng mỗi thứ ba và thứ sáu hàng tuần, mỗi khách hàng nhận ưu đãi một lần trên một dịch vụ mua. Vâng, em vừa nhận thêm một câu hỏi của bạn với nickname là Emily Nguyễn. Bạn hỏi là điều kiện nào để được cấp mã dự thưởng quay số hàng tuần trúng iPhone? Emily thân mến, rất đơn giản, bạn chỉ cần đăng ký mở mới gói tài khoản thanh toán bằng phương thức eKYC, đăng ký kích hoạt iPay, đặt biệt danh tài khoản alias và thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại từ 200.000 đồng trở lên trên VietinBank iPay Mobile là sẽ nhận được mã dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng hàng tuần đấy. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ quay số và tìm ra những chủ nhân may mắn để có thể nhận được một chiếc iPhone 13 Pro Max và AirPods Pro trong tuần thứ 3 của chương trình. Tuần quay số thứ 3 áp dụng với các khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ theo điều kiện của chương trình từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022. Đầu tiên, chúng tôi xin mời các bạn cùng tìm ra 3 khách hàng may mắn sở hữu giải Đông Hạ, đó là 3 chiếc AirPods Pro. Chúng tôi sẽ tiến hành quay số một lần để xác định 3 khách hàng trúng thưởng chính thức, sắp xếp số thứ tự từ 01 đến 03 và 6 khách hàng trúng thưởng dự phòng, sắp xếp số thứ tự từ 04 đến 09. Và xin được chúc mừng những khách hàng có tên sau đây. Khách hàng Lê Thị Hòa, mã dự thưởng 60902241 đến từ chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng Đinh Văn Bảo, mã dự thưởng 609 57741, chi nhánh Kon Tum. Khách hàng Nguyễn Thị Hà, mã dự thưởng 608 62271, chi nhánh Phú Thọ đã là những khách hàng may mắn để có thể sở hữu chiếc AirPods Pro của chương trình. Xin được chúc mừng 3 khách hàng may mắn nhận AirPods tuần 3. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra vị khách hàng may mắn nhất sở hữu giải đặc biệt tuần 3, đó là một chiếc iPhone 13 Pro Max 256GB của chương trình. Chúng tôi sẽ thực hiện quay số một lần để xác định một khách hàng trúng thưởng chính thức, sắp xếp số thứ tự là 01 và 5 khách hàng trúng thưởng dự phòng, sắp xếp số thứ tự từ 02 đến 06. Và như vậy, giải nhất tuần 3 đã thuộc về khách hàng Nguyễn Thị Nhung, mã dự thưởng 900 63040, chi nhánh Ninh Bình. Xin chúc mừng quý khách Nguyễn Thị Nhung, khách hàng của chi nhánh Ninh Bình đã sở hữu chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB. Trong trường hợp không liên hệ được khách hàng trúng thưởng chính thức, VietinBank sẽ liên hệ các khách hàng trong danh sách dự phòng theo số thứ tự để thực hiện trao thưởng. Chúng tôi cũng xin lưu ý thêm, khách hàng cảnh giác với điện thoại, tin nhắn, email xưng danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn trả thưởng không rõ ràng và yêu cầu phải chuyển khoản thu phí. Tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản như tên tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người lạ để tránh bị kẻ gian lấy cắp và sử dụng trái phép. Đặc biệt, không truy cập và thực hiện giao dịch trên các link, website lạ ngoài website chính thức của chương trình là vietinbank.vn. Tuyệt đối không nạp tiền, chuyển tiền cho người lạ với nội dung để nhận phần thưởng. Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 3 sẽ được VietinBank cập nhật trên website vietinbank.vn và fanpage VietinBank. Nếu quý khách hàng chưa có tên trong đợt quay số lần này thì cũng đừng vội thất vọng, bởi combo ưu đãi lên tới 650.000 và 7 đợt quay thưởng trong 7 tuần tiếp theo vẫn đang chờ đợi bạn đấy. Hãy tiếp tục đồng hành và trải nghiệm VietinBank iPay ngay hôm nay để có cơ hội nhận vô vàn quà tặng. Ngọc Vũ và Linh Chi xin cảm ơn quý khách hàng đã, đang và sẽ đồng hành cùng VietinBank. Kính chúc quý khách hàng sức khỏe và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại. Rinh vẹn quà tặng với VietinBank iPay Mobile. Tặng 50.000 khi mở tài khoản, eKYC hoặc khi đăng ký. iPay Mobile đặt Alias, lọc phát ghé ngang, hóa đơn nhẹ nhàng. Trong vài nốt nhạc, ngày vàng đặt mua, giải trí vui chơi, ưu đãi thảnh thơi, voucher đầy ví, quà tặng thanh ý, AirPods iPhone, mời bạn nhận luôn. Tận hưởng vạn quà tặng với ngân hàng số vạn năng VietinBank iPay Mobile từ 12 tháng 9 đến hết 20 tháng 11 năm 2022.